thưa quý vị, đây là nhà hàng mà cả đoàn dùng bữa trưa ngày hôm nay tại thành phố Toronto. Hôm nay thì công ty chọn nhà hàng Thái theo phong cách Đông Nam Á cho quý khách hàng sẽ đổi món. Sau những bữa dùng món Việt, món buffet kiểu Âu, thì hôm nay cả đoàn sẽ dùng thức ăn kiểu Thái, và trong một nhà hàng với không gian rất là đẹp, quý vị có thể thấy ngay giữa trung tâm Toronto và kế bên tòa tháp CN Tower. Để quý khách hàng có độ đảm bảo sức khỏe cho một hành trình tour dài 18 ngày thì đòi hỏi công ty phải chọn lọc những nhà hàng với những món ăn hợp khẩu vị, đồng thời đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Quý vị có thể thấy là trong nhà hàng thì phần lớn khách là người châu Âu, người Canada, để chứng tỏ rằng nhà hàng này rất là nổi tiếng tại Toronto.